Đăng ký tài khoản sàn Phimex nhận ngay phần thưởng lên tới 8.800 đô, bạn đã biết chưa? Để tiếp nối series hướng dẫn đăng ký tài khoản trên các sàn giao dịch tiền điện tử uy tín, thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người cách đăng ký và sử dụng sàn Phimex. Vậy sàn Phimex có gì đặc biệt đáng để sử dụng? Phimex là một sàn giao dịch tiền điện tử được thành lập vào năm 2019, có trụ sở chính tại Singapore. Sàn cung cấp nhiều tính năng và lợi ích cho người dùng như giao dịch nhanh chóng và an toàn. Phimex sử dụng công nghệ số lệnh 100% khớp lệnh, đảm bảo tính thanh khoản cao và tốc độ khớp lệnh nhanh chóng. Sàn có thể xử lý tới 300.000 giao dịch mỗi giây. Phí giao dịch thấp. Phimex cung cấp mức phí giao dịch cạnh tranh chỉ từ 0,02%. Sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn cách đăng ký tài khoản trên sàn Phimex để có thể nhận ngay phần thưởng lên tới 8.800 đô nhé. Đầu tiên thì các bạn hãy truy cập vào đường link dưới đây để vào trang chủ của Phimex nhé. Đường link này thì mình sẽ để ở bên dưới phần mô tả của video. Để đăng ký thì các bạn cần nhấn vào nút đăng ký ngay bây giờ. Tại đây thì sàn sẽ cho phép chúng ta đăng ký bằng email. Mình sẽ nhập email của mình vào đây. Sau đó mình sẽ tạo mật khẩu. Đối với sàn Phimex thì họ yêu cầu là mật khẩu của mình cần phải có nhiều hơn là 8 ký tự này, bao gồm cả chữ thường lẫn chữ in hoa, bao gồm số cùng cả các ký tự đặc biệt. Sau khi tạo xong mật khẩu thì các bạn sẽ nhấn vào nút tạo tài khoản. Và bây giờ thì họ sẽ gửi cho mình một mã xác thực vào email. Mình sẽ cần phải lấy mã đó. Đây, copy dòng mã này và nhập vào đây. Vậy là xong. Sau khi đã đăng ký tài khoản thành công thì bạn sẽ cần phải xác minh tài khoản để có thể sử dụng đầy đủ các tính năng của Phimex. Bắt đầu từ bước này thì bạn có thể nhận được phần thưởng người mới từ sàn. Khi xác minh tài khoản thành công xong thì bạn có thể sẽ nhận được tiền thưởng lên tới 1.200 USDT. Và để xác minh tài khoản thì bạn cần thực hiện theo các bước sau. Đầu tiên thì bạn cần nhấn vào đây để bắt đầu xác minh. Với phần xác minh danh tính của Phimex thì sẽ có hai phần. Một là xác minh cơ bản và hai là xác minh nâng cao. Với phần xác minh cơ bản này thì sàn sẽ yêu cầu các thông tin cá nhân của mình. Mọi người sẽ nhấn vào nút xác minh để bắt đầu nhé. Mình sẽ điền quốc gia, thành phố, nhập tên, ngày tháng năm sinh này và số điện thoại, địa chỉ cư trú. Với mã bưu điện này nếu như bạn không biết thì mình sẽ search ở trên mạng với cụm từ là mã bưu điện cộng với nơi địa chỉ cư trú của bạn. Đây. Mình sẽ copy con số này và điền vào. Về phần loại ID này thì chính là số chứng minh nhân dân của mình nhé. Đây, mình sẽ chọn là ID do chính phủ cấp và điền số căn cước công dân của mình vào và nhấn địa trình. Xác nhận lại lần nữa này, xác nhận. Đây, vậy là mình đã bắt đầu xác minh danh tính rồi. Nhấn bắt đầu. Đây, mình sẽ chọn là thẻ căn cước. Đây, với phần này thì các bạn có thể lựa chọn là tiếp tục trên điện thoại di động hoặc là chụp ảnh bằng webcam. Thì mình sẽ đề xuất là mình sẽ sử dụng trên điện thoại để có thể chụp ảnh dễ dàng hơn nhé. Tại đây thì mình có thể lựa chọn là quét mã QR để vào được phần ứng dụng chụp ảnh của Phimex. Sau khi điền đầy đủ thông tin cũng như là quét mã QR để chụp ảnh căn cước công dân và xác minh khuôn mặt thì bạn sẽ thấy ở đây. Phần xác minh cơ bản của mình đã xong, đã ở tình trạng đã xác minh. Còn ở phần xác minh nâng cao, họ yêu cầu mã số định danh và nhận dạng khuôn mặt. Tức là mình vừa mới làm các bước này ở phần quét mã QR vừa rồi. Thì phần này sẽ chuyển sang tình trạng là đang xác minh. Đối với sàn Phimex thì thời gian xác minh tài khoản sẽ rơi vào khoảng từ 3 tới 7 ngày. Thì sau khi tài khoản của bạn đã được xác minh, thì bạn có thể sử dụng toàn bộ các tính năng của sàn Phimex như bình thường. Sau khi các bạn đã đăng ký tài khoản và xác minh tài khoản thành công thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn mọi người cách nạp tiền vào sàn Phimex nhé. Đây, đầu tiên thì mọi người sẽ nhấn nút nạp này, sau đó chọn vào phần tiền gửi on-chain cho mình. Đây. Tiếp theo thì các bạn kéo xuống này. Mọi người sẽ thấy là có rất nhiều loại tiền thì mình sẽ đang để là USDT nhé. Phương thức mà mình hay sử dụng thì sẽ là BSC đây. Sau đó thì mình sẽ cần phải copy địa chỉ ví này. Đó. Mình sẽ chuyển qua ví Binance. Mình đang sử dụng cái phương thức mà chuyển tiền từ ví Binance sang. Đây. Mình sẽ chọn rút nhá. Đây, đây là phần địa chỉ ví này, mình sẽ cần dán cái địa chỉ ví mà mình vừa copy ở bên sàn Phimex sang. Đó. Mình sẽ chọn BSC, chọn mạng BSC này. Đó, các bạn nhấn xác nhận nhá. Đây.
Mình sẽ nhập cái số tiền mà mình muốn rút này, mà mình muốn chuyển sang sàn Finmax ấy. Đây. Và các bạn nhấn rút. Nhấn xác nhận này. Tiếp tục. Tại đây thì họ sẽ cần yêu cầu xác minh bảo mật. Thì mình sẽ lấy mã từ ứng dụng xác thực nhé. Đây. Đoạn này thì mình sẽ lấy mã này. Rồi. Đây bây giờ mình sẽ nhập mã vào đây. Tiếp theo là cần lấy mã qua email nữa. Đây. Mình cũng nhập mã vào đây. Đây nhá. Mình sẽ lấy mã từ bên email và nhập vào đây. Sau đó các bạn nhấn rút này. Hoàn tất. Đấy. Vậy là mình đã gửi yêu cầu rút tiền thành công này. Sau đó các bạn lại nhấn hoàn tất tiếp cho mình. Bây giờ mình sẽ quay lại sàn Finmax này. Một lúc nữa thì sẽ có thông báo là mình đã chuyển tiền thành công sang sàn Finmax. Và mình vừa mới nhận được thông báo là tiền đã được chuyển về tài khoản ở trên sàn Finmax. Đây. Các bạn có thể nhấn vào đây, tài sản này, để kiểm tra số tiền của mình. Đây, mình đã nhận được số tiền này. Đây, ước tính tổng số dư là 10.15 USDT. Tiếp theo thì mình sẽ hướng dẫn mọi người cách giao dịch cơ bản ở trên sàn Finmax nhé. Đây. Đầu tiên thì mọi người hãy nhấn vào phần giao ngay cho mình, sau đó chọn nút giao dịch giao ngay này. Bởi vì mình thấy là giao dịch giao ngay là một phương pháp giao dịch mà cơ bản và khá là dễ hiểu đối với người mới. Các bạn thể thấy tại đây thì đây chính là giao diện của phần giao dịch giao ngay của sàn Finmax. Các bạn ý nhá, đây. Tại đây chính là phần để mình có thể chọn các cặp giao dịch mà mình muốn mua hoặc là muốn theo dõi này. Mình thì vẫn để là BTC và USDT nhá. Rồi. Còn đây, các bạn có thể thấy tại đây chính là phần biểu đồ giá này. Còn phía bên này chính là nơi để chúng ta sẽ đặt lệnh mua bán. Đây là phần bán này, còn đây là phần mua. Hiện tại thì mình vẫn đang để ở phần mua nhé. Mình sẽ thực hiện thử thao tác mua. Đây. Ở đây có 3 loại lệnh là giới hạn thị trường có điều kiện này. Mình sẽ vẫn để là giới hạn để mình có thể mua được ở cái mức giá mà mình mong muốn. Đó. Các bạn thấy nhá. Tại đây thì phần giá bán này chính là cái phần giá mà sàn họ gợi ý cho mình một mức giá mà mình có thể mua được. Các bạn cũng có thể nhập cái mức giá mà các bạn muốn mua vào đây nhá, chứ không nhất thiết là phải để theo mức giá của sàn họ đưa ra. Đây. Tụi mình nhập thử mức giá là đây, mình sẽ thử nhập với mức giá như mức giá hiện tại đi. Rồi về số lượng thì tại đây các bạn sẽ nhập số lượng mà các bạn số tiền mà các bạn muốn mua vào. Số tiền mà các bạn có thể trả để mua. Đây, hoặc là bạn có thể kéo cái thanh này này. Thì nó sẽ dựa trên phần trăm của tổng số tiền mà bạn đang có trong tài khoản. Đó, thì mình cứ để là 100% đi. Rồi. Sau khi mà các bạn đã điều chỉnh đầy đủ hết các cái thông tin này rồi, các cái con số này rồi, thì các bạn có thể nhấn vào nút này, mua, để xác nhận mua này. Các bạn nhấn xác nhận. Đó. Vậy là xong. Mình đã thực hiện thành công việc đặt lệnh mua ở trên giao dịch giao ngay của sàn Finmax rồi. Vậy là bạn đã biết cách đăng ký và thao tác giao dịch mua bán đơn giản ở trên sàn Finmax. Đừng quên đăng ký bằng link bên dưới của bọn mình để có cơ hội nhận ngay phần thưởng lên tới 8.800 đô cùng nhiều ưu đãi hấp dẫn khác nhé. Tuy thị trường tiền điện tử là một thị trường đầy tiềm năng nhưng cũng rất là rủi ro. Chính vì vậy mà mọi người cần phải tìm hiểu thật là kỹ về thị trường này trước khi tham gia. Nếu như các bạn có bất kỳ câu hỏi hay thắc mắc nào, hãy để lại dưới phần bình luận của video này để chúng mình có thể giải đáp thật là tận tình nhé. Bên cạnh đó thì nếu như các bạn thấy video này hữu ích, hãy cho mình xin một like, một share và một đăng ký kênh để ủng hộ chúng mình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video. Xin chào!